Thưa thầy, nói đến nhà Trần thì người ta thường hay nhắc đến hào khí Đông A. Vậy hào khí Đông A là gì? Thầy có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này không ạ? Hào khí Đông A đó là một cái cụm từ được để mô tả cái hào khí của nhà Trần, để thể hiện cái sức mạnh, cái sự mạnh mẽ, cái uy linh, bao gồm cả hai phần là cái phần linh khí về mặt sức mạnh quân đội, bởi vì là trong cái phần nhà Trần thì chúng ta có 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên. Là lúc đó thì người ta ví được rằng là quân đội, nói rằng là quân đội của chúng ta là mạnh nhất thế giới, bởi vì là cái thời điểm đó thì đối với quân Nguyên ấy, thì cái vó ngựa quân Nguyên khi mà kéo đến châu Âu và chiếm hết cả châu Âu. Thầy có Tích nói rằng người ta là khi mà nghe thấy tiếng vó ngựa của quân Nguyên thì cái người Đức phải chui xuống dưới ao để trốn. Và lúc đó thì ở bên này thì châu Âu, thì ở bên châu Á thì toàn bộ Trung Quốc cũng đã bị chiếm đóng. Thì khi mà quân Nguyên kéo sang xâm lược nước ta thì đã bị vua tôi, đã là vi tôi nhà Trần cũng như triều đại Trần Triều là đánh cho là không còn manh giáp, như là chúng ta đã 3 lần chiến thắng. Nên thành ra là khi nói về cái hào khí của Đông Nga, tức là nói về một cái sức mạnh về mặt quân đội, và bên cạnh cái việc đó nó còn thể hiện cái thứ nữa rất là quan trọng, đó chính là tinh thần đoàn kết của dân tộc, rồi tinh thần đoàn kết của cái vua tôi nhà Trần thì mới có thể tạo ra cái chiến thắng đó. Một đánh 10, một đánh cả trăm, tức là quân chúng bên họ là hàng trăm vạn, bên ta có 10.000 mà chúng ta chiến thắng được thì nó cả là một cái sức mạnh to lớn. Bên cạnh đó thì cái ngoài cái uy linh về mặt quân đội ra thì Trần Triều cũng có một cái uy linh rất là lớn nữa, đó là về mặt tâm linh, hay gọi là uy linh. Thì về mặt tâm linh thì trước khi mà ra trận thì Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, hay là vua, hay là Đại Vương Trần Quang Khải, hay là Trần Thủ Độ, hay là Phạm Ngũ Lão ạ, hay là các vua làm lễ mà xin xin đài, cũng là làm xin lễ trước trước đền. Thì trên cái đền có mặt hàng hàng ngựa đá, lúc bấy giờ chân thì vẫn còn đang là nguyên vẹn, tức là rất là mới ấy. Nhưng mà sau 3 tháng đánh giặc, sau 6 tháng đánh giặc thì lúc mà chiến thắng và quay trở về thì người ta nhìn thấy các cái chân của cái con ngựa đá đấy, cái con thì bị gãy, con thì bị lở, con thì bị vỡ. Nên thành ra là với cái tích đó thì người ta nói rằng là ở Trần Triều để mà chiến thắng được quân Mông Nguyên thì không chỉ là sức mạnh về mặt vật lý, tức là về quân đội thông thường, nó còn cả sức mạnh về tâm linh, nên là gọi là âm đánh dương đánh. Thì bằng cái sự đoàn kết dân tộc, gọi là trên về thiên thì được phù, địa thì được lợi, mà nhân thì được hòa, đắc được cả ba ý thiên địa nhân, thì nó tạo ra được cái sự đoàn kết. Cho nên là cái uy linh của Trần Triều, hay là nhắc đến Triều Trần, người ta nói đến một cái sự đoàn kết dân tộc, nói đến sức mạnh. Bên cạnh đó nó gọi là thời kỳ mà phát huy được rất nhiều cái tinh hoa văn hóa. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái bảo vật, rất cái hoa văn họa tiết trang trí về mặt văn hóa trong cung đình, trong triều đại của triều Lý rồi sang đến triều Trần còn được tồn tại và được phát triển, và rất nhiều những cái đặc sắc văn hóa như là tháp Văn Xương, như là các cái biểu tượng, các cái viên gạch gốm ở trong Hoàng thành Thăng Long, rồi các cái giá trị của Hoàng thành Thăng Long của Trần Triều, thì nó tạo nên một cái nét đẹp về không chỉ là về kinh tế, chính trị, văn hóa và sự đoàn kết dân tộc. Cho nên là nói đến Trần Triều, nói đến hào khí Đông A là người ta nói đến cái việc, cái uy linh, nó là cái sức mạnh, cái tinh thần, sự mạnh mẽ của Trần Triều.